Sáng 27 tháng 8, ông Nguyễn Viết Ninh, Giám đốc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ cổ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Đức, trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng, để xác minh làm rõ vụ việc liên quan nhiều cây gỗ tự nhiên tại khoảnh 4 tiểu khu 325A trên địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên bị khai thác trái phép xảy ra trước đó ngày 17 tháng 8. Ngày 22 tháng 8 tiến hành kiểm tra hiện trường thì bước đầu xác định có 42 cây gỗ tự nhiên bị cắt hạ, đường kính gốc từ 10 đến 27 cm là các loại gỗ tạp nhóm 5 tới nhóm 8, riêng phần thân đã được vận chuyển đi nơi khác. Trong số 42 cây gỗ tự nhiên có 19 cây nằm trải rác trên diện tích 6,25 ha rừng trồng chuyên ông Nguyễn Văn Đức ở thôn Tâm Đồng, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, được giao 5,7 hecta theo hồ sơ khoáng rừng và đất lâm nghiệp số 89 ngày 7 tháng 11 năm 2017. 23 cây gỗ còn lại nằm trong diện tích 0,72 ha rừng tự nhiên nghèo, quy hoạch rừng sản xuất. Đoàn kiểm tra xác định ông Nguyễn Văn Đức có liên quan tới vụ xâm hại rừng tự nhiên và đã trực tiếp huy người vào khai thác gỗ keo, xử lý thực bì tại khoảnh 4 tiểu khu 325A.